Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ơ thằng này chơi kiểu ngáo ngáo vậy. Đấm được. Chơi kiểu ngáo ngáo vậy em ơi. Đánh cho bây giờ, cái đậu xanh này. Đấm tay này, thích đấm tay không? Làm sao đấy? Thích đấm tay không? Thanh niên này. Gạ đấm tay không đấm cơ. Lượm súng không thèm lượm để cho mình vả nó. Uầy, có người. Đông vậy, từ. Hơi bị đông rồi nha, anh em ơi, bình tĩnh. Có mỗi gậy bóng chảy à? À, đây rồi, EMP nhé. Chú xanh mộ với anh chị nhá, trên tầng. Trên tầng có người nha anh em ơi, cho nó xanh mộ luôn này. Lên bản điểm số đi em ơi. Lên luôn, nhá. EMP này, nạp đạn càng đét này. Lấy thêm đạn xuống trường nha. À đủ. Đứa nào dưới đây, bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi không ạ. Tôi xuống dưới coi. Rồi, hay lắm, được. Hay lắm bạn ơi. Chỗ này có người này. Chắc là ra cuốn máu thôi. Ui, lướt qua nhau như người xa lạ anh em ạ. Lướt qua nhau như người xa lạ này. Cuốn máu đã. Cẩn thận có đứa qua bây giờ đấy anh em ạ. Hết máu rồi hả? Đèn thế nhở? Hết máu rồi anh em ơi, qua đây đi. Bên này có người này. Lẹ lên luôn à. Đứa nào đây? Báo danh nổ địa chỉ em ơi. Ồ. Mất thằng này còn máu không nhỉ? Không có máu. Ê, trận này hóa ra lại nghèo máu dã man à. Nghèo máu là hơi khó chơi nha. Qua bên này trước cái đã. Nói chung với anh em là nghèo máu thì nghỉ chơi đấy, không đùa đâu. Còn mình tưởng trong nhà có người. Ở ngoài à? Ba đạn hai này. Ok. Nó sốt tảng đá hả anh em ơi? À đây, mãi trên này cơ. Nó qua lên trên này. Qua lên trên này, đứng lại em ơi. Rồi nhé lên bảng. Rút đồ nhanh nha. Rút đồ là phải nhanh anh em ạ. Ui, có người này. Đậu xanh đường. Đừng bắn đây. Lên bảng đi. Mấy thằng rơm này. Nó đòi ăn mình anh em ạ. Gác. Nói chung là căng thẳng phết không đủ được đâu nha. Ui, cái đậu xanh. Đã còn người nữa hả? Thôi xong, tôi gãy rồi công ạ. Đừng. Lên bảng. Cái đậu xanh này. Mày tính xơi anh à? Ok anh em ơi, vào nhà tạm cái đã. Gắt thật. Căng thật. Đã bảo với anh em rồi, đêm khuya anh em cày danh cực kỳ vất vả nhá. Căng thẳng quá nhờ anh em nhờ. Ok này, rồi. Trang bị nào không xài vứt luôn đi nhá. Kiếm máu anh em ạ. Ô, không có máu. Dã man còn ngàn. Xuống dưới có anh em ơi, xem có máu không. Có máu không. Đây được, đây. Đây rồi, một tiếng máu duy nhất này. Mừng thế nhở. Ê đừng mặn đê. Vỡ đầu. Sao. Có máu không. À được rồi. Thằng này thì có máu rồi anh em ạ. Nghèo khó đến thế là cùng anh em ơi, có 5 tiếng máu rồi nhá. Vất vả thật không được đâu. Bây giờ có khi là xuống dưới. Ê, nữa hả? Cái đậu xanh này, yes, xong. 8 kill rồi. Mấy thằng rơm rơm này. Ok anh em, qua đây nào. Bố đích hả? Bố đích mới có rồi nhá. Vào tạm nhà chứ đã. Ở ngoài đang vừa đến gờ mà, ui. Bo 1 còn chưa bắt đầu thu lại nữa mà mình có 8 kill rồi cơ. Căng. Nói chung não bộ hoạt động gọi là Mark Liver rồi anh em ạ. Cái đậu xanh nhở. Bom rơi lâu thế nhở anh em nhở. Ui, lâu. Lâu thật đấy. Từ từ anh em ơi. Bom rơi lâu vậy ai chơi. Xong chưa nhở. Let's go được rồi. Mình chưa có chảo chém một nữa cơ. Xíu nữa mà kiếm được cái chảo thì ngon. Ui, thế là ngày hôm nay là mình quất toàn bộ khu thị trấn rồi. Gắt phết, không đùa được. Hôm nay nhân bắn kiểu gọi là lên tay anh em ạ. Nhiều khi lên tay thôi. Chứ mình sợ là mình chơi rất là gà nhá. Ồ, có giáp ba mới này ngon. Lên trên đi.
Tầm này mình nghĩ là lên trên cái đồng là hợp lý nhá. Mỗi tuần không có bóng keo, hơi khoai đấy. Chạy đoạn này mà bị ăn bắn là thật sự với anh em. Không biết núp ở đâu cơ. Chắc chắn là lên 3 điểm số luôn đấy. Ai... Rồi nha anh em ơi. Lên trên cái đá nào. 21 người chơi nữa. Ây da, các ông ạ. Các ông bình tĩnh nào. Thật sự là... Ê, có nâng giáp. Chuẩn bị có giáp chống nổ nha em ơi. Ô ô. Đây rồi các ông ạ. Ê, trách mình. Trách mình, hôm nay tôi chết vì mình hơi nhiều đấy. Thế nên là nhiều khi là phải trách mình cẩn thận anh em ơi. Có nhiều khi kiểu mình chơi lơ đãng. Let's go nào. 21 người chơi nữa. Ê, tiếng chân. Ê, tiếng chân. Trên tầng rồi. Nó lên tầng rồi anh em ạ. À đây. Tưởng chết tôi cơ. Tưởng chết tôi cơ. Xong, 9 kill. Ui, bom keo này. Mừng thế nhở. Ui. Ui, 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 ui. Ui, bom keo này. Đã chưa anh em ơi. Có bom keo rồi, được rồi. 4 quả bom keo, hợp lý nhở. Nãy giờ tôi nghèo bom keo cực kỳ anh em ạ. Không có quả nào. Anh em có nhiều bom keo cũng là một lợi thế nhá. Gắt 9 kill rồi. Tôi mà trận này sống dài mà kiếm được top 1 nữa thì chắc là phải đến 17-18 kill đấy anh em ạ. Cố lên, cố lên. Cố lên anh em ơi, tầm này là ba đầu tiên nó thu lại thôi. Let's go nào, qua bên này cái đã. Ồ ồ, 16 người chết đấy hả? Được rồi anh em ơi, bình tĩnh. Bình tĩnh nào các ông ạ. Khu này mình chạy ra ngoài này rồi, nhưng mà lại không có ai cơ. Thế này là cứ phải từ từ. Cái gì nói chung là anh em cũng phải từ từ, không vội được. À, có mỗi điều là người đâu nhỉ? À, lại đứng giam này. Rồi anh em ơi, thế này là chúng ta sắp có giáp trắng rồi anh em ơi. Ngon dã man. Ok này, chất lượng này. Đúng rồi anh em ơi, qua đây chúng ta có gì đấy? Ê, nhưng mà tôi đang xài cái ba lô 2 nên là đựng được có xíu đồ đã full rồi. Thế này thì có khi là phải kiếm được cái ba lô 3 rồi đã. Ba lô 2 này đựng hơi ít đồ rồi nha. Rồi thế xong, chạy mãi không thấy ai này. Sửa chữa giáp hả? Khỏi cần đi. Mũ giáp đang mới cả rồi, mũ 3 mới này. Thiếu mỗi cái ba lô 3 thôi. Đồ thì ngon rồi nha bạn, đúng là chỉ thiếu mỗi cái ba lô 3 mà thôi ấy. Ok này, ngon lành. Úi dồi ôi. Anh có ghét cái vòng phá giáp không hả? Nói chung là anh không ghét lắm bởi vì là nó là cái vùng độc, nó chỉ xuất hiện trong đấu thường thôi. Chứ rank thì lại không có nên anh thấy bình thường à. Let's go nào. 13 người chơi nữa. Ồ ồ. Uầy, đây. Bo đầu tiên chưa thu xong này, vừa thu xong. Và chỉ còn lại có 13 người chơi nữa. Chứng tỏ ngày hôm nay chúng nó kill nhau nhanh thật. Toán kiểu các cao thủ đấy đêm hôm leo rank bắt đầu là xấy nhau gọi là kinh khủng luôn anh em ạ. Xấy nhau cực gắt luôn các bạn ơi. Let's go nào, lên trên đi. Người đâu cả rồi ta? Thính thì ở ngay dưới này. Đúng rồi. Ê bình tĩnh. Bình tĩnh công ạ. Tôi xuống dưới có thế nào công ơi. Rồi xong. Thì mới lượm rồi. Thế kiểu gì xung quanh đây cũng có người này. Ê có người. À không, nhìn nhầm. Ui dồi ôi, nhìn gà hóa quốc rồi anh em ơi. Ơ nhưng mà gốc cây này. Gốc cây này có người thật. Ôi vãi trưởng lại nấm nữa. Thôi 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 thôi. Đúng mắt tôi anh em ạ. Nhìn cái gì cũng ra người được. Thế thì chịu hẳn rồi. Có khi là tranh thủ ăn, à, tranh thủ ăn cây nấm hai củ này. Đấy. Tranh thủ ăn cây nấm hai củ nghe có vẻ vần nhỉ. Một thằng nữa. Khá là căng thẳng đây. Mình thấy nó không đơn giản chút nào luôn anh em ơi. Ồ. Tưởng có người đang chạy, không phải, nó là cái nấm thôi. Lại là nấm anh em ạ. Siêu đá live stream hả? Ui, anh sợ em ơi. Đừng đá live, đừng đá live. Các bạn giao lưu hả? À, bình thường là cái league friend của mình game nó full rồi. Nên là nhiều khi không các bạn giao lưu với anh em cơ. Cũng hơi chán. Chứ nếu mà game nó kiểu như là có ID phòng ấy, mời anh em vào thì chơi nó lại ngon. Oh oh. No no no. No no no.
Không có ai nữa. Chán phết nhỉ. À, để mình coi nào. Bo tiếp theo sẽ thu tại cánh đồng với lại thị trấn thôi. Loanh quanh cũng chỉ mấy khu này thôi anh em ơi. Điều quan trọng là còn mình một thằng nữa. Đây, không còn ai này. Không còn ai, đây bay bên cạnh ai một tương lai ngang trai trai trai. Sợ lìn đi anh em ơi. Hát vu vơ một vài câu của bài chạy ngay đi. Ồ ồ. Có người đây. Mất dấu rồi nha mày, mất dấu rồi, mất dấu rồi. Mất dấu rồi nha mày. Cái đậu xanh này lên mảng. Nhiều khi xa quá nó bị mất dấu đấy anh em ơi, không sao cả. Có xe, có xe, có xe. Xe nào vậy? Ôi, chạy gì ghê vậy em ơi? Xe sắp nổ rồi mà. Xe sắp nổ rồi hổ báo nữa gì em. À, có được thêm mình. Có được thêm mình anh em ạ. Hay lắm em ơi. Chỗ nào vậy nhỉ? Xuống dưới trước cái đã. Xuống dưới trước cho an toàn nhé. Ôi, trên tầng. Trên tầng một đứa nhanh em ơi. Một đứa ngay trên tầng này. Nó ngồi cay này. Đang ngồi cay này. Đậu xanh này. Canh cái gì vậy em ơi? Canh cái gì vậy em ơi? Anh hỏi chú canh cái gì vậy? Anh hỏi chú canh cái gì vậy? Thằng bé này. Thằng bé này. Canh cái gì vậy em ơi? Ui, trước mặt hai đứa nhá. Hơi gắt anh em ạ. Trước mặt có hai đứa này. Dã man chắc một đứa từ một đứa thứ hai. Một đứa từ một đứa thứ hai à? Gắt. Gắt rồi nha. Đậu xanh. Khá là đông anh em ạ. Đậu thứ này chơi hơi mệt rồi. Thôi thôi. Chết dở phía sau cũng có người nhá. Phải nói là rất là căng luôn anh em ạ. Thằng kia chạy xe đâu rồi? Dã man. Đâu thế này ai chơi? Bây giờ tầng 1 này. Dưới tầng 1 cũng có người luôn anh em ơi. Mình có nên qua dẹp loạn không nhỉ? Qua tận đây cái đã. Căng thẳng. Căng thẳng vậy. Ui đậu xanh gắt. Gắt à nha anh em ơi, thằng bé đang đứng dưới tầng 1 nhá. Một đứa ở tầng 2 thì phải. Khá là căng thẳng đây, có liệu à? Có liệu này. Đậu xanh, liệu chưa tới nữa cơ. Làm sai mày, làm sai mày, làm sai mày. Ok, lên bảng này. Căng thật luôn anh em ạ, một đứa chưa tầng 2 nữa. Dã man. Ê, có người, có người. Đừng nha bạn ơi. 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 12 kill. Cái đậu xanh này bọn dơm dơm này. Có một keo rồi vào nhà cái đã. Đậu xanh này làm sao đấy. Làm sao đấy mày. Làm sao đấy mày. Yes. Tí đai. Gắt. Căng chơi anh em ơi, 13 kill rồi. Ui. Giống kiểu như là các ông ấy, tập trung đá like tôi vậy. Căng căng căng, sợ thật anh em ạ. Ui, UAV, à đâu, vòng bo, bo thu, bo thu. Bo thu dành em mày chạy đẻ. Bọn này căng lắm. Bọn này căng lắm anh em ạ. Ui đừng, ui đừng, ui đừng. Vừa đẻ. Đứng đúng chỗ có xe tải. Ui ngay phía trên luôn này. Dã man. Đông ghê vậy ai chơi. Bo thu ngay đoạn trên, số nhỏ rồi. Chuẩn bị chấp nhận số phận thôi anh em ạ, hên xui. Chạy thôi. Mình chạy vòng bên này anh em ơi, hên xui hên xui. Khả năng cao rất là dễ bị đai anh em nhé. Thế luôn anh em ơi, chạy cái này hên xui dã man này. 5 thằng nữa. Hơi căng, hơi gắt. Người đâu? Bình tĩnh cái nào anh em ơi. Hơi bị hên xui à nha anh em. Cái này hả? Ngồi cây này lên bảng đi em ơi, Trang Nobi à? Hay lắm. Mình cứ tưởng nó là cái hòm xác cơ. Rất là có người thật. Xem có gì không đây? Thêm máu hả? Ok ok, mình sẽ cần thêm máu nhá. Cũng như là chúng ta sẽ thêm đạn tử liên này, hợp lý này. Đi thôi anh em ơi. Mình đang trong bo hả? Uầy, cuống hết cả lên rồi. Cuống hết cả lên rồi anh em ạ. Từ từ cuốn máu này. Thêm máu này, rượu này. Đúng rồi, let's go thôi. Chỗ này vẫn đang trong bo nhé anh em ơi.
Khá là căng thẳng đây. Người đâu? Người đâu? Bình tĩnh nào. Ngược lại phía sau đi. Ôi bạn nữa à? Bạn nữa hả? Ghê vậy. Ghê vậy mày. Ghê vậy mày. Gát. Xíu đai rồi. Căng căng căng. Một giây lơ là thôi là tôi xanh mộ anh em ơi. Thế này đã đủ gắt chưa? Có người, có người. Đang chạy kia, đang chạy kia. Nó chạy xuống dưới rồi. Nhanh vậy. Sửa giáp rồi đã. Căng thẳng. Dã man anh em ạ. Ba lô ba này. Rồi giáp mới các kiểu này. Hợp lý rồi, đi thôi. Anh em thấy chưa? Căng thẳng dã man rồi nhá. Đi nào. Bao thu chỗ này cơ. Bên trên nó còn một đứa này. Ngay chỗ mông kem này. Chạy đi em ơi. Bên dưới nữa nhá. Mình nghĩ nên hạ thằng bên dưới cho anh em ạ. Thằng bên dưới chỗ nào vậy? Sao toàn đá hả? Thằng bên dưới chỗ nào vậy ta? Đây à? Đây à cái đậu xanh này. Đây à cái đậu xanh này. Sao em ơi? Sao em ơi? Sao em ơi? Chặn em thằng bên trên này. Bên dưới bên trên đều có người cả. Căng căng căng. Căng anh em ạ. Khá là gắt đây. Khá là gắt đây anh em ơi. Bây giờ xem một đứa trước cái đã. Cái đậu xanh này liệu ném này. Chặn em ơi, chặn em ơi. Ôi đừng. Đừng có sấy anh thế em ơi, đừng có sấy anh thế. Thằng cuối, thằng cuối, thằng cuối. Thằng cuối cái bên này này. Thằng cuối này, thằng cuối này làm sao đấy, ôi đừng. Đừng bạn này, đừng bạn này, gấu già. Gắt. Gấu già, gắt. Yes, 17 kill top 1. Ok, con dê này, quẩy nào anh em ơi. Tuổi gì này. Tên tên, top 1 nữa rồi. Ngon lành cái nào luôn nhỉ anh em ơi. Gắt. Đây rồi. Như vậy là vào đấu này, với bộ trang phục bàn già Noel, mình đã có được 17 kill top 1, xuất sắc luôn nhỉ. Cộng 38 điểm này. Hợp lý luôn, 17 kill top 1 này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.